Chiều ngày 14 tháng 4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietinbank và Sovico Group. Đây là cột mốc đánh dấu sự hợp tác bền chặt nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có của mỗi bên. Với sự đồng hành hợp tác chiến lược, toàn diện, lâu dài của Vietinbank thì quy mô và các lĩnh vực hoạt động của Sovico Group sẽ ngày càng phát triển và vươn ra quốc tế. Tại lễ ký kết, ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank chia sẻ. Sovico Group là tập đoàn kinh tế lớn, có quá trình phát triển nhanh, quy mô lớn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước, giữ vai trò chủ lực, trụ cột, chủ đạo trong hệ thống kinh tế, Vietinbank luôn chủ động đồng hành với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tại Việt Nam. Vietinbank tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác toàn diện, chiến lược lâu dài này sẽ mang lại giá trị gia tăng ngày càng lớn hơn cho cả hai bên. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch sáng lập Sovico Group, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đánh giá cao kết quả quá trình hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch sáng lập Sovico Group đánh giá Vietinbank là ngân hàng lớn của Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp toàn quốc, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, niêm yết trên sàn chứng khoán và minh bạch trong hoạt động. Qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp hai bên trưởng thành, lớn mạnh hơn nữa trong những năm tới và vươn ra quốc tế, không chỉ góp phần phát triển doanh nghiệp mỗi bên mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.